Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Senyason và phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trưa nay đã đến thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN Ấn Độ. Ra đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quân sự Palam có Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách Quốc hội và Kế hoạch ông Rajiv Sukha, Thứ trưởng Ngoại giao Sanjay Singh, các quan chức Bộ Ngoại giao và đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Với tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm, Việt Nam tham gia hội nghị nhằm tích cực thúc đẩy quan hệ đối thoại giữa hai bên phát triển thực chất và hiệu quả với các trọng tâm hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư khoa học công nghệ, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ ASEAN-Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Bên cạnh đó, việc tham dự hội nghị cũng góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong khuôn khổ hợp tác chung, Ấn Độ cũng đã triển khai tại Việt Nam dự án Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam-Ấn Độ tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Tiếng Anh tại Đà Nẵng và Học viện Ngoại giao chuẩn bị tiếp nhận dự án xây dựng trạm viễn thám ASEAN-Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ tại Campuchia tháng 11 vừa qua, Ấn Độ đã cam kết ủng hộ kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN và kết nối khu vực Đông Á, thúc đẩy mạnh hơn nữa kết nối toàn diện giữa ASEAN và Nam Á. Các nhà lãnh đạo hai bên đã kêu gọi sớm xây dựng một tuyến đường cao tốc mới nối Ấn Độ, Myanmar, Lào, Việt Nam và Campuchia.